Hà mã, loài động vật cục xúc, hung dữ nhất hành tinh. Hà mã, tên khoa học là Hippopotamus amphibius, là một loài động vật có vú ăn cỏ lớn sống ở châu Phi cận Sahara. Chúng sống theo bầy đàn, tuổi thọ khoảng 40 năm, kích thước dài khoảng 2,8 đến 4,2 mét, đuôi dài 35 đến 50 cm, trọng lượng khoảng 1,5 đến 4 tấn. Số lượng hiện tại 125.000 đến 150.000 cá thể. Tình trạng trong sách đỏ, sắp nguy cấp. Cái tên hà mã thực chất được lấy từ âm Hán Việt, còn trong tiếng Hy Lạp gọi là Hippopotamus. Hippos có nghĩa là ngựa, Potamos nghĩa là sông, ám chỉ loài ngựa sống ở sông. Hà mã trông khá cục mịch, nhưng luôn được xếp vào danh sách những loài hung hãn nhất thế giới động vật. Hàng năm chúng đã gây ra cái chết cho 2.900 người. Bộ hàm của hà mã có sức mạnh có thể nhai nát người của hai con cá sấu có độ dài tới 3 mét. Tốc độ tối đa mà hà mã có thể đạt được là 48 km/h, vì vậy đừng cố gắng trêu bất kỳ cá thể hà mã nào, chúng thực sự rất nguy hiểm. Hà mã là một loài động vật ưa nước, một ngày hà mã dành tới 16 giờ để đắm mình dưới những dòng sông hoặc hồ để làm mát cơ thể của chúng dưới cái nóng như lửa thiêu của châu Phi. Hà mã là những vận động viên lặn, cứ khôi của thế giới động vật và chúng còn có thể nín thở dưới nước tới 5 phút. Cơ thể của hà mã thường có kích thước lớn khiến chúng chỉ có thể đi bộ, nằm dưới đáy hồ hoặc ở những vùng nước cạn. Đôi mắt và lỗ mũi của hà mã nằm trên đỉnh đầu giúp chúng có thể quan sát và thở ngay cả khi chúng lặn xuống gần như hoàn toàn. Khi nằm phơi nắng trên bờ, cơ thể hà mã tiết ra một chất lỏng màu đỏ mà mọi người thường nói rằng chúng tiết ra máu, còn được gọi là mồ hôi máu. Nhưng thực ra, chất lỏng này là một chất dưỡng ẩm cho da. Dịch tiết này thực ra là một chất lỏng màu đỏ, có tính axit cao. Nó hoạt động như một lớp ức chế sự phát triển của vi khuẩn và ngắn tia cực tím ảnh hưởng đến da, có tác dụng như kem chống nắng. Hà mã đực rất hung hăng và không ưa bất cứ con đực nào khác, kể cả con trai mình. Tuy nhiên hà mã mẹ thì ngược lại, chúng vô cùng yêu con và sẵn sàng làm mọi thứ vì con. Mặc dù là động vật ăn cỏ, nhưng hà mã lại nổi tiếng là loài động vật vô cùng hung dữ. Nó cũng được xem như một trong những động vật nguy hiểm nhất ở châu Phi. Hàm của hà mã khổng lồ có thể nghiền nát một hoặc hai con cá sấu dài khoảng 3 mét. Độ hung bạo của chúng mạnh hơn bất cứ loài vật kích thước lớn nào và hà mã cũng chẳng ngán gì con người. Bất cứ thuyền bè nào đi vào khu vực sinh sống của hà mã đều bị tấn công, phá nát. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt hung tợn, đáng sợ, hà mã cũng có những khía cạnh rất thú vị. Có kích thước khổng lồ, nhưng hà mã lại chỉ tiêu thụ thức ăn bằng 1,5% cân nặng của chúng, tương đương với khoảng 15-40 kg cỏ. Trong khi theo tỷ lệ tương quan, hà mã lẽ ra phải ăn tới 75-150 kg cỏ mỗi ngày. Khi gặp nguy hiểm trên đất liền, hà mã sẽ chạy tới những nơi có nước, khi đó nếu di chuyển trong khoảng cách ngắn, tốc độ của chúng có thể nhanh như con người. Mặc dù có thân hình ục ịch nhưng hà mã lại di chuyển trong nước uyển chuyển, nhẹ nhàng như múa ba lê. Không chỉ thế, chúng còn có thể nhịn thở tới 6 phút và đóng cả lỗ mũi, lỗ tai, ngăn không cho nước chảy vào. Mỗi hà mã cái chỉ đẻ con 2 năm một lần và chúng chỉ đẻ một con mỗi lứa. Khi sinh ra, hà mã con nặng tới 100 kg. Chúng có thể bú sữa mẹ cả ở trên đất liền và dưới nước bằng cách gập tai và lỗ mũi của chúng lại. Một thời gian ngắn sau đó, hà mã mẹ sẽ dạy con cách bảo vệ bản thân khỏi những con cá sấu, sư tử và linh cẩu. Trước kia, hà mã xuất hiện khá rải rác ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng hiện tại, chúng chỉ sống tập trung ở phía Bắc và một số quốc gia châu Phi nằm ở phía Nam sa mạc Sahara, cũng chính tại nơi đây số lượng của chúng đang dần suy giảm. Trên đây là những thông tin về loài hà mã mà Tiếng Gầm TV muốn gửi tới bạn. Nếu bạn muốn tìm hiểu gì về thế giới động vật hãy để lại comment nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy nhớ đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo nhé.